Thưa quý vị, hôm qua Thư viện tỉnh An Giang tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi kể chuyện và giới thiệu sách trực tuyến tỉnh An Giang năm 2023 dành cho các học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Bà Đặng Thị Hoa Ray, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Long Xuyên đến dự. Cuộc thi kể chuyện và giới thiệu sách trực tuyến tỉnh An Giang năm 2023 được tổ chức dưới hình thức xây dựng video. Qua gần 2 tháng phát động, từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10 năm 2023, đã có 415 sản phẩm video gửi về ban tổ chức. Sau vòng sơ khảo, ban giám khảo đã lựa chọn 172 bài dự thi có chất lượng vào vòng chung khảo và đăng trên YouTube để khán giả bình chọn và nhận được nhiều sự hưởng ứng từ cộng đồng. Tại buổi tổng kết, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba, 37 giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 3 giải chuyên đề, 1 giải được bình chọn nhiều nhất. 4 tập thể có cá nhân tham gia đạt giải nhiều nhất và có chất lượng cao. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của các em học sinh về tầm quan trọng của việc đọc sách, phát huy tinh thần tự học, xây dựng thói quen và tạo hứng thú trong việc đọc sách, rèn kỹ năng bày tỏ, chia sẻ và lan tỏa những điều có ý nghĩa trong cuộc sống với mọi người xung quanh, đồng thời tạo sân chơi bổ ích cho các em tăng cường giao lưu học tập, bồi đắp tri thức, thúc đẩy phong trào khuyến học, phát triển văn hóa đọc, khuyến khích học tập suốt đời trong thế hệ trẻ. Công an thị xã Tịnh Biên vừa tổ chức ra quân thực hiện tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên Phạm Thành Nhân yêu cầu lực lượng công an chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh quốc gia, kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại, kích động biểu tình, gây rối, gây bạo loạn của các thế lực thù địch. Phối hợp chặt chẽ với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, đồn biên phòng Nhân Hưng, hải quan cửa khẩu Tịnh Biên và công an các xã phường biên giới thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, thực hiện tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế với Campuchia và lĩnh vực phòng chống tội phạm, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã Tịnh Biên diễn ra từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024. Tại lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn huyện Chợ Mới, lãnh đạo công an huyện yêu cầu các đội nghiệp vụ và công an các xã thị trấn cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đề ra phương án, kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại, gây mất an ninh trật tự, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, chủ động tấn công trấn áp mạnh, phòng ngừa truy bắt, công tác điều tra khám phá án với mục tiêu chung là kiềm chế, làm giảm phạm pháp hình sự và các tệ nạn xã hội so cùng kỳ năm trước. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, sản xuất trái phép các loại pháo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Long Xuyên vừa phối hợp cùng với các lực lượng phường Mỹ Long tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, lực lượng công an thành phố, công an phường Mỹ Long tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các hộ mua bán lấn chiếm lòng đường, hè phố như kinh doanh dịch vụ ăn uống, trưng bày hàng hóa, dựng biển quảng cáo, để xe ở lòng đường, hè phố, góp phần thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng thành phố Long Xuyên từng bước trở thành thành phố sạch đẹp, văn minh. Trong ngày đầu ra quân, lực lượng công an thành phố, phường kết hợp công an tuyên truyền, vận động giữ gìn vệ sinh môi trường, lập lại cảnh quan đô thị ở khu dân cư, cùng với việc nhắc nhở, tiến hành tháo dỡ mái che, sạp, bảng hiệu, bàn ghế, hàng quán, vi phạm trật tự tại các tuyến đường trên địa bàn phường Mỹ Long.